các bạn. Sau đây công ty Vigo Việt chúng tôi xin giới thiệu với quý khách một số loại súng phun sơn chuyên dùng cho phun sơn xe máy, ô tô, vân vân. Thì ở đây chúng tôi giới thiệu với quý khách một số loại súng mà thông thường hay sử dụng như sau. Thứ nhất là W101-134G của hãng Anet Iwata Nhật Bản. Kim bec của súng là 1.3mm. Và W101-162BBG cũng của hãng Anet Iwata Nhật Bản, kim bec là 1.6mm. Và tiếp theo là W101-134BBG và kim là 1.3mm. W101-142BBG kim bec 1.4mm. Thì ba loại, ba dòng W101-134BBG và 142BBG, 162BBG là thuộc dạng bơ xô chống dính. Chúng ta có thể là lau chùi dễ dàng trên khi mà sơn dính trên thân súng. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các loại như là R101 của Rona Đài Loan, kim 1.3mm. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái K100 của Unica, cũng kim 1.3 hoặc 1.5 vân vân. Ngoài ra với các hãng của Nhật thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái loại như F100 hoặc là F110 của hãng Meiji. Với loại súng của Iwata thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm là Kiwami W101 BGC, W101 BGC với kim bec là 1.4, W101-148BGC. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng là W400 132G hoặc 142G. W400 thì nó khác các loại súng mà tôi vừa giới thiệu trước, là cái bình đựng sơn của nó là ở phía trên. Lát nữa chúng ta sẽ xem. Thì sau đây chúng ta sẽ đi test thử một vài loại súng phun sơn chuyên dùng cho phun xe máy. Đầu tiên chúng ta sẽ thử súng W101-134G. Đây là khi mà mua chúng ta sẽ thấy hộp đựng của súng. Giờ chúng ta sẽ mở ra. Đây là súng phun sơn W101-134G. Giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm vào đầu nối hơi vào. Và chúng ta sẽ tiến hành thử súng. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành gắn cốc đựng sơn vào súng. Cốc đựng sơn của súng W101-134G sẽ là cốc bên hông hoặc cốc dưới. Cốc bên hông ở phía trên 400ml. Sau đây chúng ta sẽ test thử loại súng này. Ta sẽ gắn bình đựng sơn vào. Giờ chúng ta sẽ đổ nước thay sơn. Chúng ta test thử. Chúng ta gắn dây dẫn hơi. Rồi giờ chúng ta test thử súng.
rồi. Đây là giới thiệu một số loại súng phun sơn chuyên dùng cho phun xe máy, ô tô. Hy vọng qua video này, khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho mình. Xin chân thành cảm ơn.